Thì đây là góc ngã tư đường số 1 với đường tên lửa nha cả nhà. Chắc là gãy xương nhồi gì cả nhà. Rồi thì xin chào quý khán giả, thì sáng thì bây giờ đang có một ca tai nạn ngay cả nhà. Thì kế bên công ty luôn, thì người dân chạy qua công ty mà báo tin cho bên công ty, rồi mấy anh em chạy xe qua ở nhà. Thì con xin chào quý bạn cô chú. Rồi bây giờ xe cũng đã tới rồi, anh Cường với anh Trình cũng đã tới rồi nha cả nhà. Đó thì đây là nạn nhân đang bây giờ. Bây giờ xe có là giao luôn đó. Đó thì bây giờ anh Thuận, anh Cường, anh Trình đã qua rồi nha. Thì do là tình hình gấp rút, nếu mà có gì sai sót thì mong quý vị khán giả thông cảm cho mấy anh em tụi con. Đây là góc ngã tư đường số 1 với đường tên lửa nha cả nhà. Chắc là gãy xương nhồi cả nhà. Chắc do là gãy xương nên là mấy anh sẽ sử dụng băng ga tay cho nó dễ nha cả nhà. Thank you.
gãy xương rồi. Thấy thì thấy không có móng nha, với mọi chú chỉ có là chắc là gãy xương nên là bà rất là đau. Có ai nhảy lên xe cho không? Bệnh viện Chiều An rồi nha quý ông bà cô chú ơi, thì do là quy định của bệnh viện nên là con không thể nào mà xuống được để mà truyền tải cho quý giả xem. Thì bây giờ anh Cường với anh Trình sẽ hỗ trợ đưa bà xuống, đưa vào cấp cứu rồi cả nhà. Thì hên là chắc là có người báo tin nên là cũng có người con đi theo đó, bây giờ sẽ đưa vào bên trong cho bác sĩ cả nhà. Ca cấp cứu ở đường tên lửa thì Cường Khỉ cũng đang ở bên nhà, bên chỗ nhà sư phụ cũng đang dọn dẹp xe. Bên đội trưởng và anh Thận cũng điện thoại và kêu là còn lấy một chiếc xe cứu thương thì qua đường số 1 để mà cấp cứu một ca tai nạn ngay chỗ gần công ty. Thì Cường Khỉ cũng lập chập lo đi chứ chưa thì anh em, nhiều anh em cũng đang dọn dẹp xe cộ cũng thì cái nhà không thấy rồi đó. Thì cái ca tai nạn này thì cũng anh một anh gấp bơ anh chạy một bà cụ không biết sao cái nguyên nhân đó thì thầy cũng không có ở ngay hiện trường. Tại lúc tới á thì thầy chỉ có tranh thủ để đưa bệnh nhân vô bệnh viện sớm để cho họ được cấp sơ cấp cứu nha cả nhà. Thì thôi Hiếu nói gì em? Dạ, xin chào quý mẫu chú, thì con là lâu lâu đi hỗ trợ với anh ở nhà đang làm clip cho nó, thì nghe mấy anh nói chúng ta cấp cứu thì chạy xuống hỗ trợ với mấy anh thôi. Thì nếu mà trong quá trình anh em tụi con làm việc có gì sai sót thì mong quý bà cô chú bỏ qua cho tụi con nha cả nhà. Anh Trinh có nói gì không anh Trinh? Xin chào quý vị khán giả, thì chúc không quên chúc quý vị khán giả một ngày mới thật là hạnh phúc. Thì sáng bữa nay là ngày 10 tây tháng 9 thì con với anh Cường đang ở bên nhà nghe dọn dẹp, rồi tự nhiên nghe anh Hận báo là một tai nạn giao thông cấp cứu. Thì hai anh em lật chạy đi lấy xe về, con không biết là tình huống như thế nào, người đúng hay sai gì đó, sẽ để cho bên công an người ta sẽ điều tra và giải quyết. Còn anh em con đã hoàn thành xong đưa cô đi vô trong bệnh viện, thấy cái lưng cô rất là đau nhưng mà không biết như thế nào,
cầu mong cho cô đừng có sao, để mà có được sức khỏe. Thấy con cháu của người nhà cũng vô thì mong cho cô không sao. Rồi thì ở đây anh em con cũng kính chúc quý vị khán giả và quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước một ngày mới làm việc vui vẻ hạnh phúc. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Quý bà cô chú.